Xin kính chào quý vị bệnh nhân của phòng mạch Nhân Hòa. Hôm nay bác sĩ Tình muốn cho quý vị cái hướng dẫn để cách nào mà mình làm cái thử phân để coi mình có bị ung thư ruột già hay không. Bảo hiểm mà dùng lab coat thì quý vị sẽ nhận được cái này. Trong này á là có tất cả những cái dụng cụ cần thiết để cho quý vị làm. Thì khi buổi sáng mà quý vị cần đi vô cái toilet, đi số 2, thì khi đi xong nếu làm cho đúng á thì người ta bỏ cái miếng này ở trong cái toilet, người ta đi lên đó rồi mới lấy cái cây này rồi đụng vô trong cái phân mới bỏ vô đây. Nhưng mà bác sĩ thấy có nhiều bệnh nhân không có làm được, cho nên có lẽ là khi đi xong rồi mình lau chùi mình sạch sẽ thì trên cái miếng tissue á, trên cái miếng giấy á, nó cũng có một chút phân, thì quý vị có thể lấy cái này đụng vô trong đó, đụng vô tí thôi, đụng vô lấy một chút xíu thôi cho nó có cái phần đó thôi, rồi bỏ trở lại ở đây. Thì trên đây nó đã có tên tuổi hết mọi thứ, quý vị chỉ cần làm cái này thôi chứ không có làm cái gì khác. Tất cả giấy tờ bên trong cứ để y như vậy, rồi làm xong thì quý vị mới giữ lại cho sạch sẽ như vậy, rồi bỏ vô cái bịch này, rồi đóng lại, rồi bỏ vô trong đây, xong rồi mở cái này ra, tại vì cái này mở ra thì nó cái phần này nó dính, rồi quý vị dán lại, xong rồi bỏ vô thùng thơ. Nhưng mà không có cần phải bỏ tem hoặc là đem đến văn phòng sẽ làm cho quý vị. Nhưng mà nhớ là buổi sáng, đi buổi sáng là tốt nhất. Rồi khi mà làm xong là đừng có để 3 ngày, 5 ngày mới gửi, phải gửi liền. Đó là cái này của cái lab coat. Còn nếu mà quý vị, mà cái bảo hiểm mình của quý vị nó bắt phải dùng cái phòng thí nghiệm tên là Quest, thì quý vị có thể nhận được cái này. Thì đại khái nó cũng giống nhau, ở trong cái bao thơ này nó có những cái cần thiết là như thế này, rồi có một cái bịch như vậy. Quý vị không có lấy một cái giấy tờ nào ra hết, chỉ cần lấy cái test thôi, là cái miếng nó giống như vậy đó. Rồi trên miếng giấy đó nó có cái tờ giấy này, là quý vị nhớ ghi tên của mình vô, nó cũng đỏ đỏ như vậy, ghi tên tuổi theo trong này, nó để là tên, ngày sinh với là cái ngày mà quý vị làm, cái đó quan trọng. Rồi xong thì cái miếng này á là phía sau nó như vậy, là nó kêu đừng có mở phía sau, đằng trước mình mở, nhưng mà mình mở ngay cái chỗ trắng trắng này, rồi mở cái này mở lên. Có nhiều quý vị là mở ở đây là nó hư luôn, mở ở đây hoặc mở dưới này nó làm hư luôn, mở là mở ở phía trên này thôi, mở như vậy. Rồi xong thì cũng vậy, khi mà đi xong thì trên cái miếng giấy nó có tí phân thì mình chấm vô trong cái miếng giấy đó, cũng như miếng giấy mình đi xong đó, giấy vô tí phân. Ở đây bác sĩ cũng có cái này, thí dụ như vậy nha, là giống như là nó như vậy. Rồi mình có tí phân thì mình lấy tí phân, rồi mình bỏ vô đây tí xíu là xong. Thì cái này mình bỏ, rồi mình mới lấy một cái cây thứ hai, rồi cũng lấy lên cái phân y như vậy, rồi bỏ qua cái chỗ thứ hai, rồi xong đậy cái này lại. Rồi cái miếng giấy hồi nãy có ghi tên đó, phía sau này á, là mình gỡ ra là nó dính, xong mình dán cái chỗ này lại như vậy. Rồi xong lấy cái này mới bỏ vô trong cái bịch này, mà nên nhớ phía dưới nó đã có một cái tờ giấy rồi, mình nhớ là mình bỏ ở cái mặt phía trên, tại trong đây nó hai cái hộc, một cái phía dưới giấy tờ, cái phía trên mình cầm cái này bỏ vô đây như vậy đó, rồi bấm lại, rồi quấn lại như vậy, rồi bỏ trở lại
trong đấy, rồi thì lấy cái này bỏ vô thùng thơ buổi sáng đó, bỏ liền là trong ngày, chứ không có để vài ngày, để vài ngày nó hư rồi xong, hoặc là đem đến đây thì văn phòng sẽ làm cho quý vị. Trong cái này á, thì nó có cái sự hướng dẫn có thể tiếng Mỹ, tiếng Mễ, nó rất là nhiều chi tiết, nhưng mà nếu quý vị cứ theo lời dẫn như vậy làm một cách đơn giản, cái mục đích á, là lấy được một chút phân để bỏ lên trên cái miếng giấy hoặc là bỏ vô trong cái hộp, đó là cái mục đích, rồi bỏ vô có cái phân đó thì ở đây sẽ làm được cho quý vị. Nó quan trọng là để con mình có bị ung thư ruột hay không. Nếu mà quý vị có câu hỏi gì thì văn phòng có thể giải đáp cho quý vị, hoặc là đi đến gặp bác sĩ của quý vị ở đây giải thích cho quý vị thêm. Cảm ơn quý vị đã đến nhận sự về sức khỏe của mình từ Nhân Hòa Clinic.